Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn lắp ráp chiếc giá kệ để giày dép 5 tầng bằng inox. Đây là chiếc giá kệ có 5 tầng giúp chúng ta để giày dép một cách gọn gàng. Cái kệ 5 tầng này có chiều cao là 82 cm, chiều ngang là 60 cm và chiều cao mỗi tầng là khoảng 18 cm. Nó đóng gói sẽ gọn như này và chúng ta sẽ cần có thời gian lắp ráp lại thành chiếc giá 5 tầng. Đi kèm sẽ là đầy đủ các phụ kiện bao gồm cái thanh ngang, khung và cả ốc. Trước tiên chúng ta sẽ cần ghép cái thanh ngang vào cái lỗ có sẵn tại khung. Thì thanh ngang này có hai loại, một loại để các bạn bắt ốc và một loại thì chỉ là cái thanh ngang thôi. Đây, cái loại này bắt ốc được này. Thì các cái thanh bắt ốc này các bạn sẽ phải luồn vào cái lỗ trên cái khung này có ốc. Đây, vừa lỗ này, có lỗ để chúng ta bắt được ốc. Chúng ta sẽ có 6 vị trí như vậy. Và các bạn cắm vào đây. Còn những cái thanh nào mà không bắt ốc thì ta sẽ cắm vào lỗ mà không bắt ốc. Các bạn cứ tuần tự như vậy cắm tất cả các thanh vào một khung đã, rồi khung kia chúng ta sẽ ghép lại. Đấy, các bạn cứ cắm dần vào. Sau khi cắm hết một cái khung thì chúng ta sẽ lắp cái phần khung còn lại để ghép thành cái giá. Đây chúng ta mới chỉ ráp thôi, còn chưa bắt ốc. Để làm cái này cũng đòi hỏi khá nhiều công sức. Và vừa phải khéo lại phải ráp cho nó chính xác. Vì có tận ở đây các bạn đến là có 5 nhân với cả 4 bằng 20 thanh. Khá nhiều thanh. Và thanh này thì lại bị ảnh hưởng với thanh kia. Thôi mà ta đi nhét vào giống như vậy. Sau khi ghép xong thì các bạn sẽ đẩy ép hai cái khung vào để nó chắc. Sau đó chúng ta mới bắt ốc. Đây các bạn cứ ghép vào đúng lỗ nhá. Sau đó sẽ ấn từ trên xuống để các cái thanh này nó chui vào đúng lỗ. Như này là đã hình thành cái khung để giày 5 tầng rồi. Alo. Chúng ta sẽ lấy ốc vít để bắt vào cái lỗ có sẵn ở đây. Đây các bạn đoạn ốc vào. Chúng ta sẽ có mỗi bên là 6 cái ốc để cố định chặt cái giá inox 5 tầng này. Có thể lúc đầu chúng ta chưa cần vận chặt, chúng ta cứ gá vào đã. Sau đó chúng ta vận đủ ốc thì sẽ vận chặt cố định lại. Vâng. Chúng ta sẽ vận này là 2 này. Đây là 4 này. Và tổng cộng mỗi bên là 6 cái. Sau khi vận một bên thì chúng ta lại lật để vận bên tiếp theo. Ok, chúng ta lật lên để vận bên còn lại. Và chúng ta cũng vặn như bên kia. Các bạn đều tay đã. Có 6 cái ốc. Sau khi vặn đủ 6 ốc thì hoa sẽ cố định lại chặt để cho cái khung này nó chặt được. Và như vậy là cái việc lắp khung để giày 5 tầng inox đã hoàn thành. Khung rất là chắc chắn, các bạn thấy không? Đây, chúng ta cố định lại này. Các bạn có thể nhấc xoay các hướng thoải mái. Đây, chiếc khung rất chắc chắn, có thể để được 5 tầng giày. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái giá để giày 5 tầng bằng inox, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.